liền không không? Đi nhà lấy mì cái rổ phải không? Đi bây giờ dẫn thì nhà lấy cái rổ cho mày đi. Đi nhà lấy cái rổ, đi theo mấy con. Hôm nay thu hoạch mướp cuối mùa này mọi người, có được nhỏ con gái nhờ công chị chút xíu vậy đó, thiệt vậy thôi mày còn muốn gì nữa, con là con ngoan con giỏi vậy thôi đó, cầm cái rổ ra ghét không, cầm ra chơi cái rồi mới đưa, chứ không đưa liền đâu, đưa liền đâu có vui đó mày, phải chơi chút xíu vậy đó. Hai trái mướp lúc nãy là cuối mùa rồi đó, còn bây giờ quay lại đầu mùa nha, đây là hình ảnh đầu mùa mình với mẹ thu hoạch nè, cái đợt này là đợt đầu tiên thu hoạch luôn á, nhưng mà có chiều rộng của trái, trái mướp mình đang cầm đây nè là cái trái đầu tiên trong vàng mướp này luôn, cho nên là không có thu hoạch nó, để cho nó già để mình lấy giống năm sau mình trồng tiếp á. Mẹ mình rất là thích thu hoạch cho nên là hả mướp mà ra đầy trái này của mẹ qua thu hoạch này kia. Trời ơi, thật sự cắt cái mướp nó đã tay đó mọi người, kiểu organic mình tự trồng mà rất là thích thú luôn. Lúc này là đầu mùa, trời nắng ấm, lá mướp còn xanh mướt à. Trời ơi, thu hoạch đã tay luôn. Lúc mình trồng á, trời ơi, thấy nó lâu lớn dễ sợ luôn á. Mà khi nó lớn, nó leo được tới trên vàng gọi hả, trời ơi, nó ra trái, ra hoa nhanh cực kỳ luôn nha. Thoáng một chút xíu là có mướp ăn rồi nè. Thu hoạch đợt đầu tiên mà có mười mấy trái luôn á. Còn bà xanh này nó tự nhiên khúc này cái đồ tình cảm mà mì ôm xíu đi, trời ơi tình cảm xíu đi má mì, nãy giờ bà không để ý tới con xin thì nó vậy đó mọi người, nhiều khi mình làm gì quên á là hỏi nó đòi tình cảm, mình ôm tình cảm á, trời ơi mà thiết không, cho nó ra ngoài sân chơi vậy nó vui lắm, chiều nào mùa hè cũng được ra ngoài sân chơi hết trơn á, ghét ghiền luôn. Mà sắp tới mùa đông biết làm sao nè, mùa đông xanh này với má mì sẽ bắt đầu trú đông ở nhà nha cô chú. Đây là thành quả đợt đầu tiên thu hoạch mướp mà trời ơi mê lắm luôn á, chia ra cho người này kia ăn vài trái, thật sự một mình ăn không hết đâu, có thêm vài trái zucchini rồi cà chua nữa, cà chua năm nay cũng rất là sai trái luôn á. Nhưng mà ở Michigan á mùa hè ngắn lắm mọi người ơi, cho nên hình ảnh đó chỉ thoáng qua được vài tháng thôi à. Còn đây là hình ảnh hiện tại nha, cuối tháng 10 nè, cây mướp bắt đầu sơ sát rồi mọi người, lá bắt đầu đen ở trên rồi, tội dễ sợ luôn á, mà còn rất là nhiều trái vì vẫn chưa kịp lớn luôn á, cho nên lá bắt đầu vàng hết trơn rồi nè. Mày vẫn còn rất là nhiều trái luôn. Trời ơi, mình nghĩ là chắc không kịp để ăn. Chắc không kịp quá à nè. Nhóc luôn á, mình thấy rất là nhiều trái nhỏ nhưng mà chắc không kịp ăn rồi. Tại vì bên đây hơi lạnh này. Lá của mấy cây cũng bắt đầu chuyển vàng nè, mọi người đây coi nè. Bên đây cây lá của chú hàng xóm nó là vàng rồi đó. Là cuối tháng 10 đó. Là cây mướp này nó cũng không sống lên được có 2 tuần nữa chứ nó cũng đâm luôn mọi người. Nhưng mà rất là nhiều trái rồi có nè. Trời ơi, biết ăn kịp mấy trái này đâu không nữa. Nè, đây nè. Đó, đó quá trời nhiều trái kìa, đi cô tức mày nè. Đó, quá trời nhiều trái đâu. Đó, trên đây nè, trên cái vàng đó nè. Đây nè. Nó nhỏ như vậy nè, nhiều lắm. Đây nè. Trời ơi, mà lá nó vàng hết trơn rồi. Đây nè. Trời ơi, mấy chục trái luôn á. Chứ ăn không kịp cái mướp này quá đây nè. Trời ơi, quá trời nhiều luôn. Trời, nhiều cái lá nó vàng hết trơn rồi nè. Nó vàng lá hết trơn rồi. Ủa gì đâu ơi nè. Đó là nỗi buồn mà khi trồng cây ở Michigan đó mọi người. Là lúc mà nó lớn á thì nó rất là lâu lớn. Tới chừng có trái để ăn rồi á, vừa ăn được hai, nhưng mà ăn cũng được hai ba đợt rồi đó, thì cũng là lúc nó bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn là heo úa, tại vì bắt đầu rất là lạnh này. Nhưng mà trái này trái đầu tiên nè mọi người. Đây là cái trái đầu tiên là mình giữ làm giống, thì đó là trái đầu tiên trong cái vàng này luôn á, nó bự bê lớn luôn nè. Mà nó đen rồi nè, thì trái này chỉ để làm giống, cho nên là khi nào mà tàn lụi hết luôn á thì mình lấy trái này vô để năm sau mình có giống mình trồng tiếp. Trời ơi nhìn thấy luôn á mọi người nè, nó là phía trước thôi nha, còn phía bên sau đó nè rất là nhiều trái nhỏ bên sau luôn á nè, có cái chùm mà thôi nè, cái chùm mà như là 4-5 trái rồi nè. Đó đi nè, đó ôi nè, mà không kịp rồi. Hy vọng là ăn được mấy trái này. Hy vọng mình sẽ ăn được mấy trái này. Đó. Mấy trái này chắc ăn kịp á. À, đây có một trái để mình hái trái này nha. Ê ơi rồi, trời. Lỡ cầm cái rụng luôn rồi. Lỡ tay. Nắm cái mướp này mà đụng trúng cái mướp kia. Trời ơi, chiều cao khiêm tốn mọi người. Đó. Qua lượng trái. Trái này bỏ hết trơn đâu thấy đâu. Sắp tới mình sẽ thu hoạch mấy trái này là kết thúc cái vàng mướp năm nay. Vàng mướp đang được nhiều lắm mọi người. Ăn được tới mấy đợt luôn á, cũng được mấy chục trái luôn á. Ok, xin này. Xin này sao con? Xin này bữa cho nó ăn mướp rồi mọi người, nó ăn nha. Mướp xào xin này ăn nha.
Vô mấy chị chào hỏi con chú chưa con? Mướp hả con? Mướp á. Xào vô ăn ha. Cái mặt nó kìa. Trời ơi, thấy ghét quá à. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi mọi người ơi. Cây mướp của mình mấy bữa trước còn ok nha. Sau một ngày đông đá lạnh cái là rồi xong đi luôn, đanh luôn, lá héo úa trơn rồi. Bây giờ sẽ quyết định hái vô hết luôn, gom hết tất cả những thứ còn sót lại để vô xào một lượt luôn nè. Phải hái lẹ vô chứ hả? Để vài ngày nữa chắc nó hư hết luôn á, uổng lắm. Đây là thành quả nè mọi người. Gom hết vô luôn á. Có được hai trái này bự xíu nè. Còn mấy trái này nhỏ xíu à, mình nghĩ là mình sẽ xào hết luôn á. Con nhỏ này không biết, thấy không? Cô chú thấy không? Trời ơi, nó ngồi kìa, có ăn không? Có ăn không con vợ mày dữ vậy? Hỏi mày xài cho ăn ha. Nè, cho miếng thử nè. Trời, nó ăn không ta? Ồ, tính chơi thì ăn thiệt mọi người. À, trái này là trái gì? Trái mướp non. Mày xíu à, cái đau không? Nè, cho con biết nè, hỏi mày xào cho ăn thêm ok? Yeah, mướp xào nha. Xin nhà không con? Lấy cái tô đi, đưa mày cái tô đi. Đưa mày cái tô. Đó. Cho ra cái mướp xào nha. Cho xin nhà nghe mướp xào của chú ơi, mướp nhà nha con. Được nguyên cái mướp nhỏ vậy xào ngồi thiệt á, kiểu như xa lắm luôn, cái hái mướp nhỏ vô xào ngồi thiệt luôn á. Cây nó chết chưa rồi bắt buộc cái hái thôi chứ thực sự là ổn gì đâu á. Ngon, ngọt ngon, còn giòn lắm. Đợi xíu không? Hỏi à? Xíu. Trời, mướp nó nóng dai lắm, con đợi xíu nha. Trời, ngon mọi người. Nè, có mấy cái nhỏ xíu rồi mọi người. Nhỏ xíu à. Thiệt luôn á, hái ổn luôn á. Trời, mướp nhỏ ngon thiệt quá. Rồi. Rồi. Dầm miệng dạ ăn thôi vô với con. Ăn phải dầm miệng nha. Cái nước cũng ngọt nữa, trộn nước mướp nó còn cay luôn xin mời. Nước mướp còn cay luôn xin mời ơi. Ba trái mướp luôn, ba trái luôn, đau lòng ba trái luôn. Bà ăn cái ăn thôi, bây giờ miệng mà cho bạn chết 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 luôn. Đợi xíu đi, thôi lỡ đợi xíu đi. Đợi xíu nữa. Nghe. Đợi xíu nữa. Không biết. Có đi đâu. Đợi xíu đi con, lỡ đi. Thác kịp mày nha. Ờ, rồi. Thác kịp, cái này không?